Thưa quý vị, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi, một dự án luật rất quan trọng liên quan tới hàng loạt lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, đang đi vào giai đoạn nước rút. Những ngày qua, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố cũng đã tích cực phát huy vai trò cầu nối trong việc tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân nhằm tổng hợp đầy đủ ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Từ các tổ dân phố, khu dân cư đến các quận huyện, các buổi góp ý diễn ra sôi nổi. Ý kiến của các tầng lớp nhân dân tập trung thảo luận liên quan đến 10 nội dung đổi mới của dự thảo luật đất đai sửa đổi, bao quát nhiều vấn đề như bỏ khung giá đất, cách tính giá đất theo giá thị trường, vấn đề thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Về thời gian rà soát quy hoạch thì trong luật họ cũng ghi là định kỳ 5 năm đối với cấp huyện. Theo tôi đó là quá dài. Bởi vì cái tư duy và tâm thế của chúng ta là tư duy nhiệm kỳ. Cho nên chúng tôi đề nghị là rút lại 3 năm để kịp với sự biến động của dân cư và tình hình kinh tế phát triển của địa phương. Đặc biệt, đối với những dự án đã phê duyệt nhưng mà không có nguồn lực thực hiện, dễ dẫn đến là dự án treo làm khổ cho người dân. Cho nên chúng ta phải rút sớm cái tinh thần điều chỉnh dự án để triệt tiêu bớt cái chuyện là dự án treo. Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố xác định rõ người dân, doanh nghiệp và các địa phương chính là những đối tượng thực thi và sẽ chịu tác động trực tiếp từ các thay đổi trong luật đất đai. Chính vì vậy, việc lấy ý kiến có tầm quan trọng rất lớn, không chỉ là vấn đề đảm bảo tiến độ mà còn để các quy định trong dự thảo luật thật sự sát, phù hợp với đời sống nhân dân, gỡ bỏ được các vướng mắc, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan. Việc góp ý về luật đất đai đợt này là cũng là một cái điều rất là tốt, cái rộng rãi và những cái ý kiến đóng góp của nhân dân ở đây là sát thực, thực hiện theo cái quy trình và thực chất đúng với cái quy định của pháp luật, và người dân hiện đang là sinh sống và đang là quản lý sử dụng đất, loại đất để cho họ hiểu rõ được cái tầm quan trọng của cái việc sử dụng đất đất trong cái thời gian tới. Việc tổ chức lấy ý kiến lần này được mặt trận các cấp tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của nhân dân để phản ánh kịp thời gửi đến Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Đối với địa bàn xã thì Hòa Liên thì triển khai nhiều dự án, cho nên cái những vấn đề liên quan đất đai là bà con rất là quan tâm. Cho nên là sau khi cái tiếp thu cái kế hoạch của thành phố thì mặt trận ủy ban mặt trận tổ quốc năm xã sẽ về xin ý kiến của ban thường vụ đảng ủy và sẽ tổ chức cái hội nghị, tổ chức cái lấy ý kiến đối với các cái thành phần trong toàn thể nhân dân. Ngày 15 tháng 3 tới đây là thời hạn cuối để lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Để người dân tham gia vào quá trình góp ý để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi là việc làm hết sức cần thiết. Điều này vừa nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời cũng vừa tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật.